guys and warmly welcome back to the new lesson today. Xin chào các em thân mến. Như chúng ta đã biết, chúng ta đã học xong được unit 14, 15, 16 ở những bài học trước và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài một tiết sắp tới và thầy ở đây để hỗ trợ các em ôn tập chính trên cái mảng đó là về grammar, tức là ngữ pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử là bài học ngày hôm nay sẽ gồm những cái điểm ôn tập như thế nào nhé. Và bây giờ các em đã sẵn sàng chưa nào? Are you ready? So let's get started. Okay. Như chúng ta đã biết, ở unit 14, 15, 16 thì cái grammar point, tức là cái điểm ngữ pháp của nó lần lượt là như thế này. Các em có thể nhìn trên bảng, mình sẽ có đó là phrasal verbs. Ở unit 14 là phrasal verbs. Unit 15 chúng ta lại tiếp tục học về phrasal verbs nhưng mà chuyên sâu hơn. Và ở unit 16, các em đã học một cái chủ đề rất là hay, đó là adverbial clause of terms, tức là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và như thế là ngày hôm nay mình sẽ tiến hành ôn tập trên ba cái bố cục chính ngày hôm nay. Ba nhưng mà thực sự là hai, vì hai cái phrasal verb thì tương đương với một điểm và một điểm thứ hai đó chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và bây giờ thầy sẽ cùng ôn tập lại trên cái thông chính đó nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói chuyện về phrasal verbs. Ở tiết học trước, các em đã biết phrasal verbs, chúng ta sẽ nói về hình thái ngữ pháp của nó. Nó là một cái phrases mà nó indicate actions, là nó chỉ ra hành động. Nó là một cụm từ chỉ hành động. Và qua tiếng Việt thì nó được có một cái tên gọi rất là hay, đó chính là cụm động từ. Và các em có thể nhìn một số cái ví dụ đang có ở trên cái bảng của chúng ta như thế này. Các em sẽ để ý vào những ví dụ, chúng ta sẽ có những động từ chính. Đó chính là từ get, take, get, look. Nó sẽ gồm một cái phần chính, đó là những động từ. Và sau đó nó có những phần kết hợp sau là up, after, on with, forward to. Những từ này người ta gọi nó là particle, tức là những cái tiểu từ. Và nó sẽ bổ trợ theo sau cái động từ đó. Và như thế thì trong cái phrasal verbs này sẽ có hai phần chính, đó chính là một động từ chính và một cái thành phần phụ kết hợp theo sau, có thể là một cái nhớ từ hoặc là một cái trạng từ nào đó. Và các em sẽ thấy là đôi khi sẽ có là một tiểu từ như này là up này, after này, nhưng mà đôi khi sẽ có hơn, tức là on with hoặc là forward to, vân vân, thì nó sẽ có một hoặc là hơn hai tiểu từ như thế. Và về mặt ngữ nghĩa thì cái phrasal verbs thì nó thỉnh thoảng nó có hai cái ngữ nghĩa chính. Thứ nhất, nó là một cái chuyển tải một cái literal meaning, tức là một cái ngữ nghĩa về mặt mình trực quan, mình nhìn vào mình thấy ngay. Và một cái loại thứ hai nữa, hắn sẽ mang một cái nghĩa là nghĩa chuyển, tức là mình nhìn vậy nhưng không phải vậy, nghĩa là chúng ta cần phải đi sâu vào ngôn ngữ để mà mình nhớ nó rõ hơn. Và người ta gọi nó là idiomatic meaning. Và các em có thể nhìn lại hai cái ví dụ mà thầy đã lấy ở trong bài học trước. Câu đầu tiên, mình sẽ có một câu là I look up the tree, but I didn't see my cat. Ở cái câu này thầy gọi nó là literal meaning, có nghĩa là nghĩa tường minh. Mình có từ look có nghĩa là nhìn, đúng không nào? Và up tức nghĩa là trên đó. Vậy mình nhìn lên trên, có nghĩa là tôi nhìn lên trên cái cây nhưng tôi không thấy con mèo đâu cả. Thì cái này là nghĩa tường minh, là mình thấy là nó như vậy, rất là dễ để đoán. Nhưng đôi khi là nhìn vậy nhưng không phải vậy. Ở cái câu thứ hai mình sẽ thấy I look up the word in the dictionary. Thì bây giờ mình không thể là mình nhìn lên trên cái từ trong từ điển được. Ở đây nó lại sẽ mang nghĩa là nó, cái nghĩa của nó là phải nghĩa chuyển ra. Thì nó mang nghĩa là tôi tra cứu cái từ điển để tìm cái từ thích hợp, vân vân. Thì cái đó, cái lookup lúc này là một cái nghĩa khác. Vậy cái phrasal verbs em sẽ nhớ lại hai điều. Thứ nhất, nó sẽ có một cái nghĩa, đó là nghĩa mình sẽ thấy rõ ràng, và cái nghĩa thứ hai là nghĩa phải suy ra. Và cái mẹo là như bài học trước mình nói là chúng ta phải học thuộc lòng và cố gắng ghi nhớ nó bằng cách là mình ấn tượng cái từ đó lên, đúng không nào? Và bây giờ để mà kiểm tra lại những cái bài học trước đó mình nhớ được những gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các dạng bài tập mà chúng ta hay thấy với phrasal verbs. Thì các dạng bài tập này sẽ chia làm 3 loại bài tập chính. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài tập đầu tiên nhé. Bây giờ các em sẽ cùng nhìn cho thầy là thầy đang có 5 câu. Và cái bài tập này em sẽ đọc tiêu đề của nó là Choose the suitable particle. Như thầy nói là particle tức là cái mạo từ đi kèm. Xin lỗi, là cái từ bộ phận đi kèm. Thì ở đây có thể là một cái giới từ như cái câu 1 này, in, to, at là những giới từ. Hoặc có thể là những cái từ như là từ away hoặc là từ over, thì cái này nó gọi là trạng từ. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái particle thích hợp. Vậy cái cách là chúng ta phải cố gắng nhớ được cái đó là như thế nào. Vậy những cái câu này thầy hay trích xuất trong những cái đề mà nó đã từng hay ra nhiều. Và bây giờ mình sẽ cùng xem câu số 1 là như thế nào nhé. Ở câu số 1, chúng ta sẽ có đi tìm một cái particle mà nó đi kèm với từ involve. Vậy mình có là involve. Bạn nào đã học rồi thì sẽ biết là involve sẽ đi với chữ từ là involve in. Mình sẽ đọc liên quan là involving, tức là bao gồm hoặc là liên quan đến hoặc là tham gia vào cái gì đó. Thì ở đây trong cái câu này sẽ mang nghĩa là women are increasingly involving the public life.
Có nghĩa là những người phụ nữ bây giờ là người ta tham gia rất là nhiều các hoạt động xã hội, hoạt động về cộng đồng, vân vân. Thì ở đây mình sẽ có cái đáp án của mình, đó chính là in. Mình sẽ có câu là involve in nhá. Từ này có nghĩa là bao gồm và liên quan đến, gọi là tham gia vào. Các em cố gắng sẽ lấy vở và chúng ta sẽ tick note lại những cái này để sau này nó dễ nhớ hơn. Và cái câu số 2, bây giờ một cái câu rất là dài, nhưng bạn nào còn nhớ lại cái unit 10 mà thầy đã ôn tập trước đó thì sẽ nhớ được cái từ result sẽ mang nghĩa là kết quả. Hắn còn có nghĩa là động từ. Bây giờ động từ này sẽ đi với một cái tiểu từ gì? Ở đây em sẽ nhớ cái từ result sẽ đi với dưới từ in, sẽ mang nghĩa là cause, là gây ra hoặc là dẫn đến một việc gì đó. Vậy nếu như mình nhớ như vậy thì mình ráp vào mình xem từ nghĩa là đúng chưa nào. Những cái nỗ lực để mà của những cái người phụ nữ mình thúc đẩy cái sự tiến bộ của họ thì nó đã dẫn đến một việc, đó là có những rất là nhiều thành tựu trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc của họ. Vậy ở đây là mình bỏ từ result in vào thì nó rất là hợp nghĩa. Vậy đáp án ngay bây giờ mình sẽ có đó chính là in, result in nhá. Từ này nghĩa là gây ra. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu thứ ba. Câu thứ ba của mình đang có rất là hay ở đây, ở chỗ là từ depend này là các em đã học rất là quen thuộc, thực sự là từ dưới cấp 2 và bây giờ là trong tiến trình học tiếng Anh của mình là đã có. Thì bây giờ là depend gì? Thì em sẽ nhớ đó chính là depend on, là phụ thuộc vào. Và bây giờ này, mình sẽ xem câu này nè. My husband and I take turns cleaning from the kitchen depending on who get home from work earlier. Có nghĩa là tôi và ông chồng ấy, là bây giờ là cứ luân phiên với nhau là làm việc ở trong bếp, phụ thuộc vào là ai về nhà sớm hơn thì người nó sẽ như vậy. Vậy depend on là sẽ phụ thuộc vào. Vậy ở cái câu số 3 này cũng là một câu tái tạo kiến thức thôi. Vậy đáp án của mình sẽ là on nhá. Ở câu số 4, chúng ta lại tiếp tục với một cái tiểu từ đi kèm với từ take. Ở đây là những cái từ đi kèm nó là thuộc dạng là trạng từ rồi. Vậy bây giờ mình xem nhá. Frankly speaking, your daughter does not take khoảng trống you at all. Frankly speaking có nghĩa là nói thẳng ra thì your daughter tức là con gái của bạn là không gì gì đó bạn chút nào cả. Vậy trong cái bài học trước là mình đã nhớ là take sẽ đi với một cái tiểu từ kèm theo là take after, có nghĩa là giống với A, giống với B. Đúng không nào? Nếu bạn nào lỡ quên thì bây giờ mình sẽ chép lại trong vở một lượt nữa để chúng ta sẽ ghi nhớ. Vì những từ này rất là hỗ trợ các em trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đáp án của câu này, đó là take after, là giống với. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái câu cuối cùng trong dạng bài tập là tìm tiểu từ như thế này. Với câu số 5, em sẽ thấy là He is disappointed at not winning the competition, but he will soon get khoảng trống it. Vậy ở đây sẽ là gì đi với từ get? Chúng ta sẽ cố gắng nhớ cái tìm cái động từ chính này. Get thì thực sự là đi với rất là nhiều thứ, đúng không nào? Ví dụ như là mình có là get up chẳng hạn thì bạn nào cũng biết là thức dậy rồi, đúng không? Get after thì ít, gần như là ít sử dụng nhiều. Get over trong bài học trước mình sẽ nghĩa là vượt qua, đúng không nào? Còn get with thì nó sẽ không đi, không kết hợp được với nhau. Vậy bây giờ mình sẽ cùng xem lại câu số 5, mình xem thử là liệu là get over hay là get up. Như vậy thì chúng ta sẽ xem. Anh ấy rất là thất vọng vì không có giành được chiến thắng trong cái kỳ thi đó. Nhưng mà anh ấy sớm, tất nhiên thất vọng thì sẽ sớm cố gắng mình tìm cách để mình vượt qua, đúng không nào? Vậy đáp án ở đây đó chính là get over, là vượt qua. Vậy mình sẽ có một list 5 cái tiểu từ hay đi kèm. Involving này, result in này, depend on này, take after này và get over, và nghĩa là thầy đã trình bày trước đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua bài tập tiếp theo, một dạng bài tập nữa nhé. Các em thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập thứ hai. Ở bài tập thứ hai này các em sẽ đọc rất là kỹ cái yêu cầu của đề bài để chúng ta xem thử là người ta muốn mình làm gì nhé. Ở đây là choose the suitable verb that best completes each sentence. Có nghĩa là hãy chọn cái động từ thích hợp để mà mình hoàn tất vào cái câu đó để mà tạo ra được cái phrasal verb. Nghĩa là khi nãy là chúng ta đã làm một cái thao tác là tìm cái tiểu từ. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại, tức là đã có tiểu từ và bây giờ mình sẽ đi cùng tìm động từ nó như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái câu thứ nhất. Ở đây nó sẽ là gì nhé? Ở đây là những cái câu mà mình đã trích xuất trong cái sách giáo khoa của mình sử dụng rất là nhiều và những cái đề thi. Cho nên các em sẽ cùng để ý để chúng ta sẽ có những cái thao tác về sau khi mình làm cái đề thi nó tốt hơn. Câu đầu tiên, thầy đang cho cái từ www này trong cái ngoặc kép. Và ở đây mình sẽ có cái tiểu từ kèm theo của nó chính là từ for. Và bây giờ cái gì đi với từ for để tạo nghĩa cho câu này nhé? Người ta cho ba từ www và đằng sau người ta viết rõ ra là World Wide Web. Có nghĩa là
người ta đang hỏi là ba cái từ này nó sẽ biểu trưng hoặc nó mang nghĩa gì. Vậy cái động từ mà đi kèm với từ for để cho ra nghĩa là biểu trưng hoặc là nghĩa là gì thì đó sẽ là từ stand for. Stand for có nghĩa là biểu trưng cho cái gì đó. Sau này khi em hỏi bất kỳ một cái tổ chức nào hoặc là một cái chữ viết tắt nào nó mang nghĩa gì thì mình đừng hỏi là what does it mean. Mean ở đây là nghĩa chung, nói chung, còn ở đây là nó đại diện cho cái gì, nó biểu trưng cái gì thì mình dùng là stand for. What does WW stand for nhá. Thì bây giờ mình sẽ nhớ là stand for sẽ như vậy. Và chúng ta sẽ đến với cái đáp án của nó, ở đây chính là cái câu B. Và bây giờ mình sẽ đến câu số 2 nhé. Câu số 2 ở đây mình sẽ có một cái từ đã có sẵn là particle, đó chính là từ up. Và bây giờ mình sẽ cùng xem thử là cái gì đi với từ up để tạo nghĩa cho câu này nha. Nó là cái gì? Ở đây thực sự mình có từ get up. Get up ở câu A đó là sau mình đổi thành là got, got up. Thì từ này nghĩa là thức dậy. Wash up là bài vừa rồi mình học có nghĩa là mình rửa hay mình dọn dẹp, mình lau chùi cái gì đó là mình wash up cái đó. Give up ở tiết học trước mình học có nghĩa là từ bỏ. Mình có cái câu là never give up, là đừng bao giờ từ bỏ. Và mình có một cái từ nữa là break, sau chuyển qua V2 là broke, broke up hay là break up có nghĩa là tan vỡ. Vậy ở đây mình sẽ cùng xem này. Cái câu thứ hai là cái câu nó đang support nghĩa cho câu thứ nhất, mình phải dùng nó để mà mình suy ra nghĩa. Ở đây mình có cái từ là họ, hai cái người tính là Peter và Mary này, người ta đã là married. Married có nghĩa là đã kết hôn 15 years, 12 năm. Nhưng mà tôi không thể tin nổi, I cannot believe là họ đã break up. Và ở trong câu này phải chia thị quá khứ cho nó. Và mình sẽ có đó chính là từ broke up, là tan vỡ, chia tay rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3. Câu số 3 đó là một cái lời dặn dò. Và mình sẽ tìm lần này cái tiểu từ nó lại nằm ở đằng sau. Đôi khi người ta có thể tách ra như thế này, tùy trường hợp. Và ở đây sẽ cái gì đi với cái tiểu từ là on. On ở đây là một cái giới từ, đúng không? Vậy cái gì đi với giới từ on? Ở đây mình sẽ có là trong bài học trước chỉ có một từ đi với on, đó chính là từ put on, có nghĩa là mặc vào, khoác vào. Vậy cái câu này nghĩa là gì? Don't forget to put your jacket on, có nghĩa là đừng có quên mặc cái áo khoác vào. Vì tại sao? It's cool outside, là đang ở ngoài trời nó rất là lạnh. Thế là ở đây mình có từ put on là mình mặc vào, mình khoác vào. Vì ở đây mình có cái từ jacket là cái áo, áo khoác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 4. Câu số 4 là một câu rất là hay. Nó là thực sự nó là một cái quotation, là một cái lời rất là nổi tiếng của Franklin. Câu này người ta hay dùng để ra đề rất là nhiều. Thầy hay thấy trong các đề tuyển sinh chuyên hoặc là cái đề học kỳ 2 của sở mình cũng từng sử dụng câu này rồi. Và ở đây sẽ có một câu là never, khoảng trống, up till tomorrow what you can do today. Ở đây mình sẽ có cái từ đó chính là từ put off. Put off đó, trong bài học trước mình có nghĩa là delay, có nghĩa là hoãn lại, đúng không? Take off ở câu B sẽ mang nghĩa là cất cánh hoặc là tháo cởi cái gì đó ra. Turn off là ai cũng biết rồi, là mình tắt cái gì đó đi, đúng không? Còn go off từ này có nghĩa là đổ chung hoặc là rêu, vân vân. Thì ở đây khi mình bỏ cái câu A vào mình sẽ thấy là đừng bao giờ hoãn lại ngày mai những gì bạn có thể làm được hôm nay. Câu này qua tiếng Việt mình có là à, việc hôm nay thì chớ để ngày mai. Thì ở đây mình sẽ là never put off till tomorrow what you can do today. Các em cũng nên nhớ câu này để bữa sau mà à, nói cái câu danh ngôn yêu thích của mình là gì thì cũng có thể dùng một cái câu tiếng Anh như thế, đúng không nào? Cũng rất là hay. Và chúng ta sẽ đến với lại cái đáp án hiện tại của ba câu vừa rồi nhá. Hai câu vừa rồi, câu 3 đó là put on, là mình nhắc lại một lần nữa này, có nghĩa là mặc vào. Cái câu số 4 thì mình sẽ là ở đây là put off, là mình hoãn lại. Và bây giờ câu số 5 sẽ đáp án là gì? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Câu này đã từng thi học kỳ của sở rồi và bây giờ mình rất là trọng tâm vào câu này nhé. Ở trong cái unit vừa rồi, tức là unit 10, 14, 15 thì chúng ta cũng đã học từ này. This morning, the traffic was khoảng trống up by an accident outside to the town hall. Có nghĩa là sao? Tức là vào buổi sáng thì đang bị là hoãn lại do cái vụ là accident. Em có thể thấy từ accident ở đây có nghĩa là vụ tai nạn. Thế là cái traffic là giao thông nó bị delay, nó hoãn lại. Vậy cái từ delay trong cái bài học trước mình học đó chính là từ hold up. Và mình chuyển qua quá khứ ở đây, tức là held up, là nó bị hoãn lại. Và sau cái năm câu vừa rồi thì hy vọng là tụi em sẽ cố gắng nhớ được một số cái phrasal verbs cơ bản mà hay dùng. Ở đây mình sẽ điểm lại nè, stand for là biểu trưng cho này, đúng không nào? Broke up tức là break up, tức là tan vỡ, chia tay mất rồi. Và cái câu số 3 là từ put on, tức là mình mặc cái gì đó vào. Mình có từ là put off ở câu 4 sẽ có nghĩa là hoãn lại.
đúng không? Và cái câu số 5 cũng có nghĩa tương tự như vậy, đó là hold up là hoãn lại. Phrasal verb có rất nhiều, người Anh nói là có hơn 10.000 cái phrasal verbs như vậy. Cho nên cái việc khó khăn nhất của chúng ta đó là phải ghi nhớ. Và cái tip ở đây tức là phải học và tìm cái ấn tượng, đúng không? Như thế là chúng ta sẽ đối mặt được với cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái dạng bài tập tiếp theo mà phrasal verbs nó mang lại như thế nào. Và bây giờ các em sẽ cùng nhìn cái yêu cầu của họ ở đây là chúng ta đang có một từ đó là synonym, có nghĩa là bây giờ là đi tìm đồng nghĩa cho một cái phrasal verbs. Thế nào để tìm đồng nghĩa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem 6 câu sau đây. Ở 6 câu này các em sẽ tìm đồng nghĩa và chọn ra cho được cái đáp án đúng nhất nó sẽ như thế nào. Cái mẹo ở đây như thế nào? Cái nghĩa ở đây không phải là cái nghĩa chúng ta biết, tôi biết, anh biết hay các bạn biết. Cái nghĩa ở đây là cái nghĩa ngữ cảnh đang có. Cái tiếng Anh nó khác ở chỗ như vậy, tức là chúng ta là ngôn ngữ, cho nên là phải soi nó vào trong ngữ cảnh để mình đoán xem như thế nào. Có thể thoạt đầu mình không biết, nhưng mà đừng nản lòng, và bây giờ sau đó mình sẽ lội suy ra và mình gạn đục khơi trong những cái gì cần, thì sau đó em sẽ thấy được cái phần đáp án nó sẽ ở phía dưới. Và bây giờ để mà dễ nhìn hơn, thầy sẽ đi từng câu một cho các em xem nhé. Câu đầu tiên: Yesterday, I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years. Ngày hôm qua tôi làm gì đó, cái bạn Sam này ở trong một cái store là cửa hiệu, mà tôi lại không gặp nhiều năm lắm rồi. Và ở đây như thế nào? Tôi đã làm gì bạn này mà nhiều năm rồi không thấy bạn? Tức là câu A tức là meet by accident, tức là tình cờ gặp. By accident tình cờ gặp. Visit là đi thăm thì không phải, mình lâu lắm rồi mà ở tại cửa hiệu, có nghĩa là mình say goodbye thì càng không phải, đúng không nào? Còn make friend mà mình đã biết, tức là mình lâu rồi không gặp thì không thể là làm bạn lại. Vậy đáp án ở đây sẽ là ran into. Mình đoán nghĩa ngữ cảnh sẽ là meet, là mình gặp anh ta một cách rất là tình cờ trong cái cửa hiệu đó, vì đã lâu lắm rồi không gặp. Thế là mình có cái từ ran into ở đây sẽ mang nghĩa là meet by accident. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 2 nhé. Câu số 2 là một cái phrasal verbs. Cái từ giới từ này, cái từ này sẽ đi kèm với từ go. Xin lỗi, là cái trạng từ này sẽ đi kèm với go để tạo nghĩa go over là gì. Bây giờ mình đoán trong ngữ cảnh nhé. Bạn nào hay dùng internet thì sẽ biết từ submit. Sau mỗi cái phần mình làm việc, mình tương tác trên đó là mình submit, tức là mình nộp nó. Chúng ta hãy gì gì đó cái bài báo cáo đó trước khi mình nộp. Vậy mình phải làm gì? Câu A, guess, có nghĩa là mình đoán. Đoán rồi mới nộp thì cũng hơi kỳ đúng không? Nó không có make sure đúng không nào? Còn print là ai cũng biết từ này, có nghĩa là mình in ra thì cũng không phải. In ra rồi sao mới nộp thì cũng chưa phải. To check là kiểm tra. Type có nghĩa là mình gõ. Vậy đáp án ở đây của mình go over có nghĩa là mình check. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại nó một lần nữa trước khi mình nộp. Vậy từ go over có nghĩa là mình check. Ở cái câu số 3: I will not stand for your bad attitude any longer. Cái từ attitude này em học ở unit 2 mang nghĩa là cái thái độ của mình ấy. Thì bây giờ tôi sẽ không gì gì đó cái thái độ tệ của bạn nữa. Ở đây có từ bad là thái độ rất là tệ, xấu, thái độ không có tốt của bạn nữa. Ở đây mình có từ like thì cũng không thể. Từ tolerate, mean hoặc là care. Từ mean có nghĩa là cố ý, cố tình hoặc là nghĩa. Nếu mình bỏ vào đó thì cũng không có nghĩa hay lắm. Mà từ care là ai cũng biết là quan tâm, thì vô đó là cũng không hay bằng cái từ là tolerate là tha thứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cái hành động, cái thái độ không tốt của bạn nữa. Thì ở đây cái từ stand for trong trường hợp này sẽ mang nghĩa là tolerate nhá. Và chúng ta sẽ đến với bài câu tiếp theo của dạng bài tập này. Với câu số 4, câu này là tần suất xuất hiện rất là nhiều. Ở đây giống như là một cái lời cảnh báo. Look out, there is a snake under the picnic table. Look nghĩa là nhìn, mà out ở đằng xa. Look out sẽ mang nghĩa là à, mình đang cảnh báo là có một cái con snake, là con rắn ở dưới bàn. Thì bây giờ ở đây đáp án sẽ là be careful. Look out có nghĩa là be careful, là hãy cẩn thận đó, có cái con rắn ở đó. Vậy em thấy rõ ràng là cái mình thấy với mình ghép nghĩa chưa hẳn là cái nghĩa thực sự mà cái phrasal verb nó mang lại. Vậy em phải cố gắng ghi nhớ là look out sẽ mang nghĩa là be careful, là hãy cẩn thận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 5 nhé. Câu số 5 là một câu rất là hay để dễ đoán ngữ cảnh. Miss Jones passed away last Friday. She suffered lung cancer 2 years ago. Ở đây là bà này làm gì đó vào hôm thứ bảy vừa rồi. Và đằng sau là em thấy từ lung cancer, tức là bệnh ung thư phổi trong 2 năm trước. Và ở đây theo em như thế nào? Ở đây sẽ có cái từ đó là kết hôn, married thì không phải. Divorce, như bài tập khi nãy mình nói là ly hôn thì càng không phải luôn. Work, làm bài tập thì cũng không. Vì ung thư phổi thì rất là
không may thay là đã die, tức là mình đã mất đi. À, bà này đã qua đời và hôm đó phải pass away. Em sẽ chép vào vở, có nghĩa là bằng với từ die là mất đi. Vậy đáp án ở đây là C. Và chúng ta sẽ đến với câu số 6 nhé. Câu số 6 là câu cuối cùng của dạng bài tập về synonym, là đồng nghĩa của cái phrasal verbs này. If you do not understand the word superstitious, look it up in the dictionary. Ở đây em đang để ý có một cái từ rất là dài và khó này, người ta bỏ ngoặc kép này. Nếu bạn không hiểu nghĩa của cái từ này này, đúng không? Thì hãy chi chi nó trong từ điển. Như cái bài tập khi nãy thầy đã ôn rồi, thì look up có nghĩa là mình tra cứu. Tra cứu tức là mình làm gì nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ là find its meaning, tức là mình tìm nghĩa của nó trong cái từ điển. Và bây giờ chúng ta đã xong được 6 cái bài tập dạng synonym như thế này. Và chúng ta đã đi qua đúng sau 3 dạng bài tập đầu tiên là tìm tiểu từ này. Sau đó mình tìm động từ chính và mình tìm đồng nghĩa của một phrasal verbs. Và thầy hy vọng rằng như thế là sẽ đủ cho các em có thể là ôn tập về sau hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm ngữ pháp cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ review lại. Đó chính là adverbial clause of time, tức là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và ngay bây giờ các em sẽ thấy trên màn hình bây giờ đang là sẽ là hai cái câu thầy đưa ra. Đây là hai câu, thực sự chúng ta đã học bài học trước rồi. Hai câu này là hai câu có chứa mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Nó chỉ là một mệnh đề thì nó chưa phải là câu, đúng không nào? Thế thì nó phải cần kết hợp để nó thành câu. Ví dụ câu đầu tiên: When I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party. Hoặc cũng câu này thầy được quyền nói đảo ngược lại, là I'll invite Mary to our party when I see her tomorrow. Vậy như thế nào? Có nghĩa là với cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta đang nói chuyện về luôn luôn sẽ có hai mệnh đề như thế này. Một mệnh đề có chứa từ từ chỉ thời gian thì gọi là mệnh đề chỉ thời gian. Như cái câu này có từ when, mình sẽ gọi nó là time clause, là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Còn mệnh đề còn lại mình sẽ gọi là main clause, tức là mệnh đề chính. Và thi thoảng là chúng có thể là đảo với nhau. Và nhớ nếu như nó đứng trước thì nó sẽ có một dấu phẩy như thế này, nó comma ở giữa. Và thi thoảng là thầy sẽ nói viết ngược này như nhau. Khi tôi gặp Mary ngày mai, tôi sẽ mời cô ấy đến buổi tiệc. Thầy sẽ nói ngược lại là tôi sẽ mời Mary đến buổi tiệc khi tôi gặp cô ấy ngày mai. Thì cũng như nhau thôi, nó không thay đổi nghĩa. Đó là về mặt hình thái. Còn nếu bây giờ cụ thể adverbial clause of time nó như thế nào? Bây giờ trong cái bài học trước là các thầy cô đã dạy cho các em rồi. Adverbial clause of time là thường nó sẽ bắt đầu với những cái conjunction, là những từ nối. Những cái từ nối đang có trên màn hình là các em đã biết trước đó rồi. Và chúng em đã học trước ở bài học trước, cho nên là chúng ta sẽ skip, mình lướt qua phần này một chút để chúng ta đến cái khung thời gian. Chúng ta đã nói chuyện là đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nghĩa là cái khung thời gian rất quan trọng. Cái thời gian của người Anh là cái thời gian nó không giống người Việt, là đôi khi mình chỉ việc bỏ cái từ chỉ thời gian vào là đủ. Còn ở họ là cả hòa hợp về thì nữa. Hai mệnh đề đó sẽ hòa hợp và ăn rơ như thế nào? Thì bây giờ các em sẽ nhìn lên cái bảng thầy đã hệ thống lại trong bài học hôm trước, đúng không nào? Các em để ý là những cái màu cùng với nhau nó sẽ hòa hợp với nhau. Ví dụ đây là mệnh đề chính này, từ main clause mệnh đề chính, và đây là những cái từ nối, và đây là mệnh đề thời gian. Nếu như ở cái này màu xanh này, present là hiện tại, thì đằng sau nó phải hiện tại, hai phía nó phải hiện tại với nhau. Hiện tại gì chúng ta tính tiếp, nhưng phải là một tuyến hiện tại. Nếu như nó là past là quá khứ, thì sau những cái conjunction như thế này thì tiếp tục cũng phải là thì quá khứ đời. Xin lỗi, thì quá khứ. Quá khứ gì chúng ta tính tiếp, nhưng phải là một tuyến quá khứ. Riêng nếu như ở tương lai, mệnh đề chính ở tương lai như thế này, tương lai là gồm có những từ như thế, thì đáng ra thì sau nó cũng phải là tương lai luôn để nó hòa hợp. Nhưng riêng người Anh sẽ không chia thì tương lai cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ví dụ khi tôi gặp Mary thì được rồi, không thể nói là khi tôi sẽ gặp Mary thì nó không hay lắm. Thế là người ta sẽ đẩy nó về và nói là dùng thì hiện tại thay cho thì tương lai. Các em nhớ, sau này người ta sẽ rất là hay ra trong sự lỗi sai, là mình sẽ biết là người ta sẽ mẹ mình, người ta vẫn bỏ thì tương lai vào đó, và mình sẽ nhận diện ra ngay lập tức vấn đề nằm ở chỗ là mệnh đề thời gian không chia thì tương lai. Và riêng với hai cấu trúc đặc biệt như thế này là by the time này, nếu như trước nó có một tương lai hoàn thành will have cộng với một cái V3 như thế, thì đằng sau nó vẫn là ở hiện tại đơn nhé. Tương lai này, và đây là hiện tại đơn. Và riêng cái từ since là mình nhớ là trước since là hiện tại hoàn thành, và sau since là quá khứ đơn. Những cấu trúc này chúng ta đã học trước đó hoàn toàn. Và bài này là bài ôn tập, cho nên các em sẽ cùng có thể là chụp lại màn hình hay là mình ghi chép một cách rất là nhanh nhé. Và bây giờ mình sẽ đi đến thứ hai dạng bài tập chủ yếu của phần này nó như thế nào. Đầu tiên, trong năm câu sau đây thầy yêu cầu là find and correct the mistake. Như một cái cách để mà thử trí nhớ em lại, thế là mỗi câu nó sẽ sai ở chỗ nào, và mình sẽ nhận diện và cố gắng mình sẽ sửa nó ra sao. Ở cái câu đầu tiên,
chúng ta sẽ thấy để ý hoàn toàn nhé. Đây là những cái câu có mệnh đề chỉ thời gian hoàn toàn này, when này, nào là by the time này, before này, rồi vân vân là when này, the since này, là đây tất cả là những câu mệnh đề chỉ thời gian đều có. Vậy bây giờ chúng ta sẽ focus trực tiếp vào có hai chỗ có thể sai, đó chính là tuyến thì, tức là thời gian, và thứ hai là cái từ nối nó liệu đã ổn chưa. Với câu đầu tiên, when, sau đây là có từ will, đang chỉ tương lai. Vậy câu này không được. Khi ta nói thì nói là mệnh đề thời gian không chỉ tương lai. Vậy cái chỗ đó mình phải chia hiện tại đơn. The queen là nữ hoàng, thì mình thêm s vào nhá. Câu số 2. By the time, mình xem nhá. By the time là cũng là mệnh đề chỉ thời gian. Phía trước đó là thì tương lai hoàn thành, thì sau nó là hiện tại đơn, đã đúng rồi. Nhưng dạng thức ở đây lại là sai. Vì she là số x. Thì cái từ come đó, hiện tại đơn, thì mấy bạn phải chia ra là phải thêm s vào, và she comes thêm s vào. Mặc dù đã đúng về hiện tại nhưng mà hình thái của động từ đã sai. Đúng không nào? Và bây giờ mình tới câu số 3. Câu này thoạt đầu mình xem nè, before này. Trước nó là thì tương lai, đáng là sau nó sẽ tương lai, nhưng mà mệnh đề thời gian, cho nên mình sẽ chia nó về hiện tại là nghe cái hình thái là ok rồi. Và bây giờ là mình sẽ dịch lại xem thử là nó đang có bất ổn ở chỗ nào. Liệu có phải sai về ngữ nghĩa hay là ngữ pháp? Tôi sẽ gọi bạn ngay lập tức. I'll call you immediately before I reach my hotel. Tôi sẽ gọi ngay lập tức trước khi tôi đến khách sạn. Thì nó không hay lắm. Đó là tôi sẽ gọi ngay lập tức sau khi tôi đến. Tức là khi sau khi tôi đến thì tôi sẽ điện bạn tới. Thì ở đây nó lại sai về cái từ nối. Ở đây là before. Vậy mình cũng có thể sửa thành là after, thì nó sẽ hay hơn cho cái câu. Chứ không phải. Với một câu tiếng Anh nó luôn luôn có hai khía cạnh là về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Và ở đây câu này là sai về ngữ nghĩa chứ không phải sai về ngữ pháp. Vậy câu số 4. Mình sẽ có một cái từ quyết định cả cái câu này về tuyến thời gian, đó từ yesterday, là ngày hôm qua. Vậy nếu theo nguyên tắc là từ này sẽ quyết định tất cả chuỗi thời gian, là tất cả phải là thì quá khứ hết. Thì ở đây mình thấy là when he came là đúng rồi nè. Sau mệnh đề thời gian chia quá khứ đơn thì yesterday là hôm qua. Thì lại chỗ này là I am ở hiện tại mất rồi. Vậy cái chuỗi thời gian ở đây là không đúng. Quá khứ phải là quá khứ hết. Vậy nếu như thế thì mình sẽ cần phải chỉnh cái động từ to be khi nãy thành là từ was, chứ không phải là em nữa. Đúng không nào? Vậy mình cố gắng nhớ là cái chuỗi thời gian nó sẽ phải ăn khớp với nhau. Và với câu cuối cùng như thế này, là một câu có cái từ nối đó từ since. Vậy mình sẽ nhớ lại là trước since là đã có hiện tại hoàn thành, đúng rồi nè. Sau since là quá khứ đơn, đúng rồi. Vậy chỗ nào còn có vấn đề nữa? Đây là một dạng mà người ta lồng câu hổ đuôi của năm lớp 11 vào. Thì nó vẫn ăn khớp nè. Đây là hiện tại hoàn thành. Thì sau do you này mình cũng không thể như được. Cái do you này sẽ ăn theo cái từ này, chia thêm mệnh đề chính. Thì cái do you này mình cũng phải chỉnh theo đúng cái thì hiện tại hoàn thành. Vậy đây chính là từ have you. Nhá. Và như thế là mình đã xong cái bài tập 1, tức là mình tìm và sửa lỗi sai. Và bây giờ các em đã sẵn sàng để chúng ta đến với bài tập thứ 2 chưa nào? Bài tập thứ 2 này rất là hay. Thầy đang cố gắng là đi tìm những cái adverbial clause of time in GCSE exam. Có nghĩa là thầy đang tìm mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong các đề thi tốt nghiệp và đại học trước đó. Thầy sẽ trích xuất từng năm một ra cho em xem trong 5 năm gần nhất nó sẽ ra như thế nào, để chúng ta là có cái định hướng khi ôn tập. Và đây cũng là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Mong là các em sẽ cùng theo dõi, vì đây nó rất là ảnh hưởng với cái bài tập sau này của mình nhé. Đây là cái đề minh họa vừa rồi của Bộ Giáo dục tung ra hôm tháng 3. Thầy lấy ra trong đó. Và bây giờ các em sẽ cùng xem là năm này Bộ định hướng mình cái phần này như thế nào nhé. Ở đây mình vẫn thấy có một từ mệnh đề chỉ thời gian duy nhất, đó là từ since. Khi nãy, và bạn nào còn nhớ từ since sẽ tìm đáp án rất là nhanh. Trước since là hiện tại hoàn thành, thì sau since mình sẽ có một cái thì quá khứ đơn, đúng không nào? Vậy đáp án ở đây câu A đó là thêm ed là quá khứ đơn này. Đây là hiện tại mất rồi, đây là hiện tại hoàn thành, và đây là quá khứ hoàn thành. Vậy đáp án của mình ở đây, mình phải cố gắng nhớ cái liên từ nối này. Phía trước nó là has in through này, và đáp án ở đây là started. Và bây giờ mình sẽ list lại cái đáp án và cái công thức cũ của mình. Since hiện tại hoàn thành, sau since quá khứ đơn. Vậy đáp án ở đây là câu A. Chỉ cần nhớ như vậy là mình đã chinh phục được một câu trong cái đề minh họa của mình rồi, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Đây là thầy trích trong cái đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, mã đề 401. Các em có thể tham khảo lại trên mạng nhé. Là đề đại học năm ngối đấy. Bây giờ ở đây cái mệnh đề đầu tiên các em phải xác định cho thầy được là cái liên từ nối ở đây chính là từ while, là trong khi. Cái từ while này rất là hay. Bây giờ mình sẽ xem cái chuỗi thời gian nó thuộc về thì nào. Phía trước nó đang có là enter thêm ed. Vậy đây là thì quá khứ. Vậy sau đó cũng phải là quá khứ luôn. Quá khứ gì ta tính tiếp. Ở câu A đi là đang hình thái ở hiện tại này. Đây là quá khứ vì có be ở were là quá khứ. Câu C cũng là quá khứ để lại này. Còn câu D là nó lại về emr, nó ở hiện tại mất rồi. Vậy đáp án ở đây còn lại là B hoặc C.
Và em nhớ là while là trong khi. Tiếng Việt mình nói là trong khi tôi đang làm gì đó, trong khi bạn đang làm gì đó. Vậy sau cái từ while này phải luôn luôn chia tiếp diễn. Cái tiếp diễn là phải có to be và verb be như thế này. Và be ở quá khứ nhá. Vậy đáp án ở đây là be. Và em sẽ chép công thức là sau while là thời gian thì phải chia ở thì tiếp diễn. Như thế. Tùy, ví dụ phía trước là hiện tại thì sau nó hiện tại tiếp diễn. Phía trước hắn là quá khứ thì sau hắn là quá khứ tiếp diễn. Đúng không nào? Vậy mình sẽ cố gắng nhớ câu này. Cũng trong cái đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì ở mã đề 403 thì bộ đã dùng gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu này nhé. Và bốn đáp án. Ở đây cái từ nối chính là từ when, cũng là một cái từ về conjunction về thời gian, từ nối về thời gian. Vậy sau when bây giờ đang chia là started là thì quá khứ đơn. Vậy cái còn lại cũng phải ở đâu nè? Đúng rồi, phải ở quá khứ. Vậy chúng ta sẽ loại hết ra và tìm hai cái quá khứ. Đây là không phải này, vì đây là hiện tại mất rồi. Từ are ở hiện tại. Ở đây thì would flee có thể. Were fleeing là quá khứ tiếp diễn và will đây là thuộc tương lai. Vậy chúng ta phải cùng dịch nhé. Khi mà trời đổ mưa thì lúc đó lũ trẻ đang thả diều ở trên cánh đồng. Đúng không nào? Vậy ở đây thì tiếp diễn như mình nói ở cái câu phía trước thì đó chính là were fleeing. Nhớ nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ tư. Đây là đề năm 2018. Mình đang làm một phân tác nhưng mà countdown, mình đếm ngược lại. Thì mã đề 1401 năm đó thì bộ đã dùng như thế này. Các em sẽ cùng xem nhé. Ở đây mình sẽ cố gắng mình gạn đục khơi trong để tìm cái điểm quen thuộc ở đây. Cái từ nối ở đây đó chính là từ only after. Người ta nhấn mạnh only after thôi. Đảo đây, đảo ngữ nó mình tính sau. Nhưng mà hiện tại mình nói từ after ở đây. Sau after người ta đang xài một cái thì đó từ did. Đúng không? Là quá khứ mất rồi. Thì cái cùng lại cũng phải ở quá khứ. Vậy trong bốn đáp án này, bạn nào nhớ công thức của after? Mình có công thức after khi nãy thầy có đưa ra là sau after luôn luôn phải chia thì quá khứ hoàn thành. Với người Anh thường hay chia vậy. Đôi khi người Mỹ người ta có thể chia quá khứ đơn ở đây nhá. Vẫn vẫn như nhau. Thì hai cái này vậy nếu mình soi công thức lên thì mình sẽ có đáp án đó chính là câu C. Đúng không nào? Và bạn sẽ cùng nhớ lại cho thầy cái bảng về thời gian của after và before như thế này. Before thì sẽ ngược lại thì sẽ lôi cái vế sau ra thành vế đầu. Như thế, và by the time cũng tương tự như before. Em có thể chép cái này. Và cái phần này thực sự là rất là quen thuộc vì khi mà mình học lớp 9 mãi cho tới bây giờ là đã gặp nó rất là liên tục rồi. Một người quen trong tiếng Anh đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng của ngày hôm nay. Hơi xa một chút, đó là đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Cái câu này ở tiết học trước là thầy cô giáo đã dạy cho em về phần no sooner là phải đi với từ then là vừa mới thì. Hoặc Holly hoặc là Scally Win cũng có nghĩa là vừa mới thì, tức là hai cấu trúc này là như nhau, nhưng em nhớ này, no sooner sẽ đi với then và Holly hoặc là Scarcely là đi với when. Và cái tuyến thì ở trong như thế này này, đây là cái câu bình thường là quá khứ hoàn thành này, xong quá khứ đơn. Và thi thoảng người Anh được quyền là đảo luôn cái no sooner hoặc là Holly này lên trên. Thì cái công thức nó sẽ như thế này. Là đảo luôn cái từ header lên. Như thế. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng quay lên câu trên. Đầu tiên các em sẽ nhìn thấy cho thầy cái từ then này rất là quan trọng. Chỉ có một chữ đi với từ then đó là no sooner. Vậy đáp án nào no sooner mình để lại là còn là A và C. Đúng không nào? Vậy mình sẽ còn lại là no sooner như thế này và no sooner như thế này. Và ở câu này no sooner đang đứng đầu tiên. Vậy đáp án của mình là phải đảo luôn cả lên. Tức là mình đảo nó đầu tiên, mình đảo luôn header lên. Và đáp án ở đây chính là câu C. Có nghĩa là vừa mới thì. Anh ấy vừa mới đến Rome. Thì anh ấy là bị bắt cóc mất. Kidnapped. Vậy các em thân mến. Như vậy là trong cái bài vừa rồi thì chúng ta đã xong cái phần ôn tập của mình trên hai cái thâm chính của chủ đề của ngày hôm nay về ngữ pháp. Đó chính là về trạng ngữ chỉ thời gian. Và thêm một phần nữa đó là phrasal verbs là cụm động từ. Và tôi hy vọng rằng là sau khi xem những cái bài giảng của thầy ngày hôm nay, các em sẽ có một chút gì đó kỹ thuật để mình xử lý cái phần bài tập của mình thật là tốt. Và sau đó xa hơn, mình sẽ áp dụng trong cái phần dùng ngôn ngữ của mình hàng ngày. Nhất là như thế nó sẽ rất là ảnh hưởng về cái đường dài học tiếng Anh sau này của mình. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã cùng theo dõi.